Theo đó, 4 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Ngọc Lan, 35 tuổi, Nguyễn Thị Hoài Diễm, 41 tuổi, Nguyễn Hồng Tâm, 50 tuổi và Nguyễn Hữu Tình, 32 tuổi, ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cùng về tội giữ người trái pháp luật. Trong đó, hai bị can Nguyễn Hồng Tâm và Nguyễn Hữu Tình được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã thực hiện lệnh khám xét tại căn biệt thự trên đường Bầu Me và căn nhà biệt lập trong khu đất ở đường Trần Bình Trọng, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. Trước đó, ngày 18 tháng 4, chị TTBD, 33 tuổi, đến Công an phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết trình báo trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2024 bị chồng cũ và người thân của gia đình chồng cũ thường xuyên đánh. Theo trình bày của chị D, cuối tháng 12 năm 2023, mặc dù đã ly hôn nhưng chị vẫn ở lại nhà chồng tại phường Phú Thủy để chăm sóc ba người con chung. Nhưng sau đó gia đình chồng cũ thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho chị tự ý ra ngoài và liên hệ với người thân, bạn bè. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến 4 đến 2024, chị D bị chồng cũ và một số người thân trong gia đình chồng cũ nhiều lần dùng tay, chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ đánh đập khắp nơi trên cơ thể. Theo chị D, nguyên nhân chị bị người nhà chồng cũ đánh đập là để trừ tà. Do thương con và muốn ở lại chăm sóc con nên chị D đã cam chịu không báo cho gia đình và mọi người biết, cũng không cầu cứu ai. Đến ngày 18 tháng 4, khi được cho về nhà mẹ đẻ để lấy giấy tờ, chị D cùng gia đình đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.